đây vào năm 1997 để trồng súng. Trời xanh, nắng đẹp, gió to, cờ bay phấp phới như đang cổ vũ cho hai ông Châu trận đấu chung kết. Trong những ngày qua được đánh giá thành công, được thăm, được chứng kiến nhiều ông Châu có thể hình, thể lực, có miếng đánh, có vòng sừng sâu đậm về tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, và đặc biệt là các trận đấu sẽ diễn ra. Thưa quý vị, một đối thủ đáng gờm của lễ hội chọi châu truyền thống của Đồ Sơn năm nay, ông Châu số 03 của ông chủ châu Lưu Đình Nam, phường Vạn Hương. Hiện tại là ban tổ chức đang đến mở cầu các châu phía Nam để chơi và châu 07. Châu số 07 là một châu được đánh giá bé nhất của hội sẽ thi đấu với một châu to nhất của hội. Châu nào sẽ giành chiến thắng nếu như mà châu số 07 nội ngược dòng thì quả là một điều tuyệt vời. Và ngược lại, châu số 03 tấn công áp đảo châu số 07 ngay từ ban đầu thì đó cũng là một điều rất ngẫu nhiên, bởi vì ông châu số 03 rất to và được đánh giá rất cao. Như vậy bây giờ thì khán giả đang rất hồi hộp chờ đợi, đặc biệt là những ông chủ châu các phường, các giáp. Thưa quý vị, phường Hải Sơn đã có 11 giải nhất, 17 giải nhì và 14 giải ba. Ngay của vòng 48, châu số 07 sẽ tiếp chiến châu số 03. Châu nào sẽ giành chiến thắng tuyệt vời? Tấn công không? Chưa tấn công. Như một cái máy ủi về phía châu số 03. Chạy luôn rồi. Vâng, thưa quý vị, không thể chịu được pha đánh tập đầu tiên. Đóng cửa có châu phía bắc một. Vừa rồi là cặp ông Châu 07 và đấu với ông Châu 03 thì ông Châu 07 đã bị thua. Hiện tại ông Châu 07 thua là sợ quá, quanh quẩn ở trong sân mà không dám bước ra khỏi sân. Ông ấy xấu hổ quá, ông không dám bước ra khỏi sân. Ông không phải thì thua sợ quá là không dám ra khỏi sân. Hiện tại bây giờ chủ châu đang cầm cây để lùa, để lùa ra khỏi sân, để sân dành cho châu khác vào tham gia thi đấu. Rồi bây giờ ông Châu số 7 đã đi ra ngoài chỗ cửa thoát hiểm ấy, vẫn không chịu ra. Rồi chủ châu dùng dây, không được thì cầm dây ở ngoài sân là để tìm cách đưa mà chồng vào đầu nó kéo, nhưng mà hàng mấy chục lần rồi không quăng nổi. Bây giờ chủ châu làm gì đây? Đề nghị lóng cổng thế nào? Đề nghị lóng cổng thế nào? Ông số 7 đã ra khỏi sới đấu. Cảm ơn các tài sản chúng ta khẩn trương đôn đốc chủ châu. Đề nghị hiện nay châu 03 đang qua sới để trở về cửa bắc. Đề nghị trọng tài cửa bắc chú ý. Đề nghị trọng tài cửa bắc chú ý. Hiện nay châu 03 đang ra theo cửa bắc. Vâng, như vậy thì bây giờ là ban tổ chức vẫn đang đưa châu về tập kết tại các khu vực cửa an toàn. Ông Châu 03 vừa thi đấu với ông Châu 07 mà đã ra khỏi sân rồi mà cuối cùng ông lại quay lại vào trong sân. Chủ châu số 02 khẩn trương đứng. Ông Châu số 12 của chủ châu Dương Toàn Thắng đã được đưa vào sân. Phía cửa Bắc Châu số 02 của Kinh Sơn Sơn, phường Vạn Hương đang được đưa vào trong sân để thi đấu trận thứ 3 vòng 18.
là ông Châu 02. Chúng ta cùng cổ vũ cho trận đấu thứ 3. Đây là trận đấu thứ 3. Rất hồi hộp, hấp dẫn và kịch tính. Các ông chủ Châu, các phường và tất cả chúng ta đều chờ đợi trận đấu thứ 3. Châu nào sẽ giành chiến thắng? Hai Châu được đánh giá ngang tài, ngang sức. Và nhiều người bình chọn Châu số 12, nhiều người bình chọn Châu số 02. Chuồng tấn công, chuồng tấn công rồi. Thưa quý vị, và Châu số 02 đề nghị lực lượng bắt Châu ra bên ngoài. Đề nghị lực lượng chủ Châu ra khỏi đường biên. Đề nghị lực lượng bắt Châu yêu cầu ra bên ngoài đường biên. Chạm trán đầu tiên thì Hán Châu của chúng ta đang dừng lại một chút. Được quý vị, và chắc sau đây sẽ là những tình tiết rất khó đoán của trận thi đấu số 3 trong ngày hồi hôm nay. Đang lừa miếng nhau, chưa ông nào chịu tấn công. Vòng châu 12 của chúng ta đang tiến ra xa khu vực vòng châu số 02, và các châu đang rất là thăm dò nhau, thưa quý vị. Những tình tiết tiếp theo của trận đấu sẽ rất là khó đoán, thưa quý vị. Trước đó thì châu số 12 đó có một pha chuồng tấn công về phía châu số 02. Chúng ta vừa được chứng kiến châu số 12 bên của một pha dập ném về châu số 12. Đúng là rất khó đoán. Thank you.
kịch tính. Như vậy một châu số 02 được đánh giá một châu rất điềm đàng và rất tỉnh táo với pha đánh cặp đầu tiên của châu số 12. Một đòn đánh chưa đủ sức thuyết phục. Chưa đủ sức để cho đối phương sợ hãi. Một pha chủ động thứ hai đã tấn công châu số 12. Vừa rồi một pha tấn công đẩy gian giặc châu số 12, bốc đầu châu số 12 lên. Châu số 12 rất ngoan cường đã hóa giải ngay pha đánh của châu số 02. Từ vòng 1-8 này chúng ta theo dõi phút thường nào sẽ có châu đi vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và thi đấu trận chung kết. Nếu như ông Châu nào mà ra khỏi sân là ông Châu đó đã bị thua, chấp nhận thua và trọng tài chắc chắn là sẽ xử. Và chúng ta thấy vừa rồi là châu số 12 bị châu số 02 một pha đốc ao bốc đầu, thì châu số 12 đã đứng thẳng đi ra phía cửa hàng. Đề nghị lực lượng trọng tài căn cứ quy chế đưa vào trong sân để thi đấu trận thứ tư. Gặp châu thứ tư, gặp châu số 13 có là ông châu số 13 đã được đưa vào sân chuẩn bị cho trận đấu thứ tư. Phường nào sẽ có châu chiến thắng để đi vào thi đấu vòng tứ kết, chúng ta cùng chờ đợi trận đấu thứ tư. Minh Đức thay bảng A. Bảng A năm nay có 4 châu tham gia mùa hội năm 2023. Vì bảng A năm 2022 có 1 giải nhất và đoạt 1 giải nhì, bảng A được thêm 2 châu. Không biết là ông châu số bao nhiêu sẽ vào thi đấu với ông châu số 13 đây. Thì xin quý vị khán giả hãy chờ đợi ít phút. Và ông châu 04 đã được vào sân. Nữ châu số 04, chủ châu đóng vào mắt họ. Châu nào sẽ ra đòn trước? Ông châu số 04 hay ông châu số 13 gần nhau rồi. Thường những pha gần nhau là chủ động tấn công. Vâng, như vậy thì châu số 04 đã chủ động tấn công. Một châu được đánh giá là chủ động hơn thì đã tấn công về phía đối phương của mình. Đó là châu số 13. Châu số 13 đang đẩy châu số 04 rất khỏe, rất sung mãnh. Như vậy thì châu số 13 đang chủ động, châu số 04 đang có một cuộc đọ sức đầy cam go. Phường Bàng Na những năm gần đây có 3 năm liên tục đoạt giải nhất. Và bây giờ chúng ta đang được chứng kiến châu số 04 đến từ phường Bàng Na đang thi đấu với châu số 13 của ông Lưu Toàn Quyền.
phường Minh Đức. Hai châu đang đi sát đầu rừng. Và một trong hai đối phương sẽ giặt ra để lấy cáng. Châu nào ghi rừng và chủ động hơn thì sẽ lấy cáng được trước đối phương. Và cáng hiểm thì sẽ làm đối phương đau. Chúng ta thấy là châu số 13 vừa rồi đã hoa đẩy với một cặp móc xò rất chắc chắn. Nó đẩy về phía châu số 04. Nhìn về thần thái của hai châu thì chúng ta thấy là một trận đấu rất hay, sung sức, chưa có một biểu hiện gì là đuối sức và thế thủng. Hai châu đều tư thế chủ động tấn công. Trên sân ngày hôm nay thời điểm này là khoảng 29 độ. Theo quan sát của chúng tôi thì châu số 13 chủ động tấn công hơn và châu số 04 đang thế thủ. Mặc dù là châu chủ động tấn công trước châu số 13, hai châu đang đấu đầu nhau và hai châu đều có hai cái đuôi đang ve vẩy. Và theo kinh nghiệm của trong chọi thì khi chọi châu mà nhìn thấy châu có đuôi ve vẩy là chọi rất dai và rất dũng mãnh, ngoan cường, không châu nào chịu nhường châu nào. Công chủ châu đang hết sức hồi hộp, các phường cũng vậy và quý vị khán giả, bởi vì chăm sóc thì được một ông châu chọi tham gia mồ hôi vô cùng công phu, từ khi môi châu, chăm châu, huấn luyện châu và đến khi vào cống hiến. Thưa quý vị, tất cả công chủ châu Đồ Sơn đều mang trong mình một dòng máu cống hiến mùa lễ hội, bỏ biết bao nhiêu công sức tập luyện đầu tư. Và bây giờ chúng ta đang được chứng kiến trận đấu thứ tư giữa châu số 04 của ông Đoàn Văn Thọ đến từ phường Bằng La và châu số 13 của ông Lưu Toàn Quyền đến từ phường Minh Đức. Các chàng trai lên biển ơi, đội trong chiến lên, quý vị ơi vỗ tay to lên. Rất cảm xúc. Vì vậy tầm quan sát của chúng tôi có hạn chế đi.
Và kính thưa quý vị, ông Châu số 04 đang hết sức can trường trước những pha đẩy pha ổn của ông Châu số 13. Chúng ta thấy cái đầu của Châu số 11 đang ngốc quắc vì một pha đánh đập hết sức là choáng.
rất mạnh. Diệu Châu số 11 không cân bằng được hay không? Đây là một nghệ thuật. Dắt Châu cũng như là huấn luyện Châu. Còn Châu thì là bản năng của những pha đánh, rất bản năng của riêng Châu Trọi. Điều gì sẽ xảy ra? Và Châu theo quan sát của chúng tôi thì Châu số 11 đang chấn tĩnh sau một pha đánh dập bất ngờ của Châu số 16 đến từ phường Hợp Đức. Một pha đánh như vậy là rất là đau và bất ngờ. Thể hình của Châu số 16 nhìn hơn một chút so với Châu số 11. Và hai Châu đều có những cặp sừng rất là đẹp. Châu số 16 có cặp sừng vảnh hơn, rộng hơn. Châu số 11 có cặp sừng già hơn và hướng điển. Đây là thời gian mà Châu số 11 đang chấn tĩnh sau một pha đánh dập. Để lấy lại cân bằng. Sau đó chắc chắn là sẽ có những pha đánh tiếp theo. Liệu Châu số 11 có chủ động về phía Châu số 16 hay không? Theo quan sát của chúng tôi thì hình như là Châu số 16 đang lừa miếng để chuẩn bị có những pha đánh dập tiếp theo về phía Châu số 11 nếu như mà Châu số 11 không chủ động để nỡ đoạn. Châu số 16 thì đã lấy lại được thế cân bằng và đang nghênh. Miếng nghênh này là thể hiện sự thiết chiến của Châu Trọi, thị uy đối phương. Đúng như vậy, vừa rồi thì theo tường thuật của chúng tôi thì Châu số 11 đã đánh lại được thế cân bằng. Vừa rồi thì đã chuẩn bị tấn công nhưng mà chưa hoàn toàn chủ động. Quạt em ơi, quạt xe này. Sau pha dập của Châu số 16, nếu Châu số 16 vừa rồi ấy, nếu như mà dập liên tục về phía Châu số 11 thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Một trong hai đối phương cấp tập và liên tục tấn công nhau thì sẽ có một đối phương bỏ chạy, bởi vì trong thế một đối phương bị đau. Khả năng cao là ông Châu số 11 sẽ bị thua.
Vừa rồi là sự phán đoán của tôi, còn cụ thể xảy ra như thế nào thì xin tất cả các quý vị toàn cầu hãy theo dõi. Tưởng chạy nhưng mà lại không chạy, rất hay. Chưa được bắt trâu. Yêu cầu tất cả chủ trâu chúng ta vào khán đài B. Đóng cửa con trâu phía bắc. Như vậy là ông trâu số 11 đã hoàn toàn thắng trận. Xin chúc mừng chủ trâu của ông trâu số 11. Cặp trâu số 11 đến từ phường Hàm Đức. Chủ trâu số 11 là ông Nguyễn Quang Ninh. Chủ trâu số 14 là ông Nguyễn Hoàng Huy. Cảm ơn hai ông chủ trâu đã có trâu tham gia trận đấu thứ bảy này. Trọng tài chính đang giơ cờ hiệu trên sân, hướng dẫn những người dắt trâu đi trâu vào đây, từ những người dắt trâu vào khu vực khán đài. Thank you.
động bộ máy tăng tính là hoàn toàn chủ động. Sau một hồi vào sân thì ngây một chút, nhưng bây giờ thì đã chủ động có hai pha đánh dập về phía châu số 16 của Phường Đức. Phường Đức nhưng lên pha nữa, lên pha chủ động nữa, nhưng mà châu số 16 hoàn toàn hóa giải pha đánh của châu số 01. Châu số 14 đến từ Phường Hợp Đức vẫn tiếp tục chống trả những màn tấn công rất chủ động đến từ ông châu số 01, ông Nguyễn Quang Linh, phường Vạn Hương. Vừa rồi châu số 01 với có một vừa pha cản và bắt đầu đối phương lên, đúng là một châu chọn hay. Và châu số 16 một châu có trọng lượng và có thể hình rất là đẹp. Quý vị là ông châu số 14 đến từ Phường Hợp Đức. Ông châu số 14. Ông châu số 14 đang tiếp chiến châu số 11 đến từ Phường Văn Hương. Bây giờ thì châu số 14 đã tiếp chiến châu số 01, không còn chần chừ. Và bây giờ thì châu số 01 đang tìm cách để cáng châu số 14 vào hầu vào mắt. Và dường như là sức hồn của châu số 01 đang có phần nhỉnh hơn. Nhưng châu 14 của chúng ta vẫn rất can trương và chưa được bắt đầu. Chưa được bắt châu, chưa được bắt châu. Đề nghị các ông chủ châu vào trực bên phía khán đài tư. Thưa quý vị, chúng ta vừa được chứng kiến Chủ châu số 01 Phường Vạn Hương. Chúc mừng Phường Vạn Hương, chúc mừng chủ châu Nguyễn Quang Minh, chủ châu số 01, một châu có váy tăng tinh. Thưa quý vị, đánh giá cao, nhưng mà châu số 13 đã đi vào sâu giải và đang thể hiện cái này vô cùng rất là đáng chờ. Và bây giờ thì châu số 13 đang tiếp chiến châu số 03, một châu đến từ Phường Vạn Hương, một châu được đánh giá đối thủ thiện. Và bây giờ thì châu số vâng, thưa quý vị, và châu số 03 đang tấn công châu số 13 thì đánh cán châu số 13. Châu số 13 có những pha cán vô cùng hiểm. Châu số 13 có những pha cán vô cùng hiểm. Không ba phải làm gì trước châu số 13 đây. Rất hồi hộp. Và chắc chắn là bạn Hương đang nóng chờ, đang dồn sức và ý chí mình vào châu số 13 để cho mình thắng trận. Cái lực lượng theo châu số 13 chúng ta vào trong châu số, vào châu trong khu vực khán đài đây. Không ai được đứng ở trong lòng sân. Đến từ lực lượng an ninh chúng ta kiên quyết cho vô cùng. Và bây giờ thì 13 đang lấy cán về phía 03. Nước liên tục, 03 khắp quang thường. Yêu cầu các đồng chí làm lực lượng an ninh chúng ta và chúng ta không thể ngờ được rằng châu số 13 đến hàng rào. Không thể ngờ được rằng châu số 13 này đánh hay như vậy. Châu số 13 không được giới truyền thông đánh giá cao, nhưng mà châu số 13 đang ẩn tướng, đúng là một châu ẩn tướng vào sâu giải, đang lộ nguyên hình là một châu hay, đang tấn công đối phương. Được quý vị, mặc dù với những thông số và thể hình châu này kém hơn, nhưng châu số 13 đang tiếp cận châu hết sức khôn ngoan. Thưa quý vị, châu số 13 thì đang hết sức chủ động, rất hay. Không còn lý từ nào dùng cho cặp châu này. Một châu được đánh giá là ứng cử viên đang thi đấu với một châu đang vào sâu dài nhỏ, thể hình nhỏ hơn. Châu số 03 đang quy xuống, quá tuyệt vời. Châu số 03, một châu rất khôn, đang quy xuống để đánh cán châu số 13.
và châu số 13 thì rất là khôn. Châu số 13 mà có thể hình như châu số 03 thì châu số 13 nhất nổi đau châu số 03 đây. Đề nghị lực lượng an ninh chúng ta kiên quyết không cho người ngồi trên hàng rào. Chúng ta thấy là châu số 13 có một cách lấy cáng vô cùng hiểm. Đá không cáng thì thôi, đá cáng rồi là mắc hồn đi. Bởi vì là châu số 03 rất khỏe cho nên là châu số 13 không thể bốc được đầu châu số 03 lên. Đấy. Chúng ta thấy là châu số 13 rất có nhiều pha định bốc đầu, không thể bốc nổi. 03 khỏe. Và bây giờ 03 cũng đang nhìn để tấn công và 03 phải chủ động hơn, 03 phải chủ động hơn. Có những pha đáng hiểm hơn về phía 13. Và 03 bây giờ đang đi vào thế thủ. 13 có tâm thế chủ động hơn. Chúng ta quan sát thì thấy Thanh Châu đang đương kim vào trận đấu bán kết một này. Châu nào sẽ chiến thắng để đi vào danh bóng vé, đi vào thi đấu trận chung kết. Quá hồi hộp, thưa quý vị, quá hồi hộp. Và càng hồi hộp hơn đó là những ông chủ Châu, đó là các đồng chí lãnh đạo của các phương có Châu đang thi đấu, của các gia đình, của các giác và tất cả những người hâm mộ đang theo dõi trên sân. Mười ba hôm nay xứng đáng được nhận một danh hiệu gì đó. Châu 13 đến từ phường Minh Đức đang thi đấu với châu số 03 đến từ phường Vạn Hương. Chống chiêng đâu, các chàng trai miền biển ơi, chúng ta hãy đội chống chiêng lên. Các chàng trai cũng đang tập trung vào xem những trận đấu hay. Quá hay. Và bây giờ 03 đang đi sân DA. Châu số 13 không cho đánh cáng và vừa đi vừa cáng. Quá hiểm luôn. Châu số 13 thân đá sân. Đóng cửa đó châu Thế Nam. Đóng cửa đó châu Thế Bắc. Thúc thử phường Văn Hương. Sau trận này bước vào trận chung kết, bắt đầu trận bán kết 2 bắt đầu. Một châu đến từ phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, một châu đến từ phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn. Đang tỉ thí với nhau, rất hay. Chúng ta đang chờ đợi những trận đấu như thế này. Những trận đấu không ngơi nghỉ. Năm nào cũng tổ chức rất nhiều trận đấu, rất nhiều tháo đấu khác đấu, nhưng chúng ta đều phải chờ đợi những cái mới. Những cảm xúc vỡ hòa. Đề nghị yêu cầu lực lượng theo châu đang ở phía trước khán đài A1 này vào ngay trong châu số 9 chủ động hơn an toàn. Châu số 10 có cái chân rất nhanh trong tại sân. Đề nghị yêu cầu các
Châu số 9 đang lừa biếng để lấy cám. Châu số 10 đang tìm cách. Vừa rồi thì châu số 9 đang lấy cám số 10 nhưng mà không được, châu số 10 hóa giải ngay được. Rất quyết liệt. Nếu châu nào chỉ cần hòa đoàn thôi thì lập tức bị đối phương bóc khẩu ngay. Đấy là thú của châu tròi. Một thú vui. Đây cảm giác mạnh. Đấy là nét văn hóa độc đáo của người dân vùng biển Đồ Sơn. Rất nhanh. Bây giờ không chín chủ động. Rất khôn khéo. Vừa rồi thì cặp sừng của không chín tràn vào chân của số 10, số 10 to lên. Nhưng châu số 13 thì không làm như vậy. Vạn Hương và Hải Sơn. Một trận đấu sẽ dài.